Hello everyone, bây giờ cô sẽ tiếp tục sửa cho các bạn bài số 5 của chương trình Grade 3, Unit 14. Ok, look at the photo. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc tiêu đề của bài số 5 ha. Review the sentence in the past simple. Là bây giờ người ta đã cho mình cái câu sẵn của thì hiện tại rồi. Bây giờ mình sẽ có chia về thì quá khứ và thì cô nhắc lại nha. Ở hiện tại thì động từ to be người ta sẽ sử dụng là gì? Is hoặc là are. Vậy nếu mà ở quá khứ người ta sẽ sử dụng là was hoặc là were. Vậy đơn giản, ở hiện tại là gì các bạn? Ở hiện tại á, là I sẽ đi với am. Is thì đó, ít chữ hơn chữ A thì nó sẽ đi với chủ ngữ số ít. Are thì sẽ đi với chủ ngữ số nhiều. Và chủ ngữ số ít là gì? He nè, she nè, it nè, tên riêng của một người và những cái danh từ chỉ có một. Vậy ở quá khứ cũng vậy, was nó ít chữ hơn chủ were thì nó sẽ đi với chủ ngữ số ít và đi với những chủ ngữ như cô đã nói là he, she, it, tên riêng của một người và những cái danh từ số ít. Vậy are và were là nó nhiều chữ thì nó đi với chủ ngữ số nhiều và chủ ngữ số nhiều là gì? You, we, they và những chủ ngữ mà danh từ số nhiều đa số là có chữ s phía sau á các bạn. Vậy bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển từ cái câu mà hiện tại đơn qua quá khứ đơn các bạn ha. Vậy đây là cái bài làm của cô. They aren't hungry. Cô nhìn thấy đây là số nhiều thì chắc chắn là quá khứ của mình là số nhiều rồi. They weren't hungry. Tiếp tục, Lucy isn't here. Cô nhìn thấy ở đây là isn't là thì quá khứ thì hiện tại nhưng mà nó ở số ít thì là quá khứ của chúng ta cũng phải ở số ít. Lucy wasn't here. Tiếp tục, number 3, you and I are very lucky. You and I là hai người nên phải sử dụng là are. Ok, vậy thì là quá khứ mình phải sử dụng số nhiều là were. You and I were very lucky. I'm busy. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ ở hiện tại thì I đi với am nhưng mà ở quá khứ thì I là sẽ thì đi với was. Rồi ok, I were busy. Ok, tiếp tục, số 5, you are funny. Are này, vậy thì số nhiều thì là quá khứ sử dụng số nhiều là were. You were funny. Câu 6, the weather is terrible. Right, terrible. Rồi vậy thì is thì quá khứ là hiện tại là is thì quá khứ mình là was. The weather was terrible. Ok, tiếp tục. Mình sẽ qua bài số 6 các bạn ha. Look at the pictures and answer the questions. Nhìn cái hình và trả lời câu hỏi. Vậy thì ở đây người ta đã đánh số thứ tự cho chúng ta hết rồi, từ số 1 đến số 6 rồi, thì bây giờ mình đọc và mình trả lời câu hỏi là yes no question. Vậy ở đây người ta hỏi là câu hỏi ở quá khứ nè các bạn. Words were, được chưa? Vậy nếu mà người ta hỏi là was thì mình trả lời là yes, I was. Yes, she was. Yes, they were. Yes, you. Yes, we were. Được chưa? Vậy thì người ta hỏi cái gì các bạn trả lời cái đó. Người ta hỏi was thì trả lời là was. Hỏi were trả lời là were. Và yes, no thì tùy thuộc vào cái hình mà các bạn nhìn lại. Vậy thì mình đến ví dụ thứ nhất. Was Mina in a boat? Vậy người ta, cái cô gái này đang ở trong cái thuyền đúng không nào? Vậy đúng thì là yes, she was. Number 2, were Brian and Trona on school? Rồi, nhìn coi, hai bạn này ở trường học đúng không nào? Đúng thì là yes, they were. Yes, they were. Tại sao là yes, they were? Tại vì hai người thì cô sử dụng là they luôn nha. Yes, they were. Tiếp tục, World Samatha is a museum. Nhìn coi có phải là đã ở museum không? Không, hình như đây là supermarket thì phải, đang đi mua đồ, coi như thấy cái xe đẩy nè. Ok, no she wasn't. No she wasn't. 4, World Tony is the sport center. Tony đang ở đâu? Đang ở sport center, trung tâm thể thao, trung tâm tập thể dục đúng không? Thể thao đúng không nào? Không, hình như ở đây là thư viện library với đúng vậy là no, he wasn't. No, he wasn't. Câu 5. Was Lisa in the bed? Lisa đang ở trên giường đúng không nào? Đúng thì các bạn làm yes, she was. Yes, she was. Câu 6. Were the children at the beach?
các bạn này ở bãi biển đúng không nào, cô lại không nhìn ra bãi biển, cô lại không thấy biển, thì là cô sẽ nghĩ là no they weren't. Nếu mà các bạn nhìn ra biển thì các bạn có thể ghi là yes they were. Nhưng mà đây là hình như là ở trên núi thì phải, mountain á, nên là cô nghĩ là no they weren't. Vậy là mình đã hoàn thành xong bài số 6 rồi. Cô nhắc lại người ta hỏi cái gì trả lời cái đó. Yes no question, người ta hỏi về words thì các bạn phải trả lời có thì gọi là words hoặc là were, còn không thì các bạn là no. Ví dụ như là no she wasn't, no they weren't. Ok, vậy thì tiếp tục mình sẽ sửa bài số 7. Read and write words or were, wasn't or weren't. Được chưa nào? Mình đọc và viết ra cái thì quá khứ của động từ to be, was, were, wasn't hoặc là weren't. Ok, vậy thì cũng không có phức tạp lắm ha, bài này cũng khá là đơn giản. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau sửa với cô. Last Monday, Gray and Anna weren't at home. Vậy thì là hôm qua, thứ hai hôm qua là thứ hai tuần trước thì họ không có ở nhà. They were at the zoo. Họ làm sao? They là số nhiều thì đi với were. Họ đang ở trong sở thú. There were monkeys, elephants, and tigers. Có con khỉ nè, voi và con hổ. Vậy thì ở đây là monkeys, elephant, tiger, nó đều có số S, chữ S hết, vậy là nó là số nhiều nên là mình sẽ sử dụng là were. But they weren't any flamingos. Tại sao cô sử dụng là weren't? Vậy vì flamingos nè là con hồng hạc á, là nó đếm được nha. Và bên cạnh đó là any là nó là phủ định nên là nó thường sử dụng á, ở trong câu có not thì là cô sẽ sử dụng là weren't. Và cô thấy chữ but nè. Rồi tiếp tục. There were their friends Sally and Tim there too. Và có bạn của cô ấy nữa là Sally và Tim. Vậy thì hai người mình sẽ sử dụng là there were. Tiếp tục. Sally was with them but Tim wasn't. Sally thì làm sao? Là chơi với họ nhưng mà Tim thì không. Tiếp tục. He was at home with his brother. Anh ấy thì làm sao? Anh ấy thì ở nhà với anh trai của anh ấy. Tại vì he á là số ít nên cô sẽ sử dụng was. Sally cũng là số ít nên mình sử dụng was. Vậy tiếp tục. Spot their dogs at the zoo. Có gì? Có chó ở công viên đúng không nào? Thì cô Nhi nói là sử dụng words để nó là sẽ ít. Phải tiếp tục mình sẽ đến cái cuối cùng. Yes he was. He là sẽ ít thì sẽ đi với words. Vậy thì bài này cũng khá là đơn giản nên cô sẽ sửa nhanh cho các bạn ha. Vậy tiếp tục mình sẽ qua bài số 8. Rewrite the sentence in the negative form. Là gì? Là mình phải viết lại câu với cái gì, với cái dạng là phủ định. Phủ định là gì? Chúng ta chỉ cần thêm not vào thôi. Được chưa? Vậy khá là đơn giản đúng không các bạn? Các bạn chỉ cần ghi lại cái câu mà mình thêm not vào thôi. Vậy thì was, mình thêm nó là wasn't. Vậy were, mà mình thêm nó là weren't. Ok chưa? Vậy thì bây giờ mình sửa với cô nè. He wasn't at home last night. They weren't on holiday last month. John wasn't at the swimming pool yesterday. I wasn't at a football match 2 years ago. There wasn't a fashion contest the day before yesterday. Vậy thì mình khá là đơn giản, cái bài này các bạn chỉ cần ghi ra và các bạn ghi chữ not phía sau thôi. Cô nhắc lại, nếu mà ghi not was and wasn't, were and weren't. Ok chưa? Vậy thì bài này khá đơn giản thì cô hy vọng là các bạn mình sẽ sửa và sau đó là mình về nhà mình làm bài tập trước để mình với cô cùng với cô sửa những bài tiếp theo ha. Cô chúc các bạn học tập thật tốt. Thanks for listening.